Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ tư nằm trong vệt đề tài của chương trình đối thoại bàn về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong 3 số đối thoại trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về đề xuất là đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng nằm trong dự thảo, và có rất nhiều ý kiến của các khách mời với những góc nhìn khác nhau. Đặc biệt là các khách mời cũng có đưa ra một giải pháp, đó là chúng ta công khai minh bạch tài sản của các cán bộ công chức. Đó là một cách thức có thể kiểm soát, giám sát và thực hiện việc phòng chống tham nhũng tốt nhất. Thì đó cũng là đề tài tại sao ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một chương trình đối thoại để bàn về việc là kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức cũng như cách kiểm tra giám sát. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Phạm Đức Bảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Giám đốc Trung tâm Hòa giải Tranh chấp Thương mại Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư NH Quang và Cộng sự. Vâng, thưa các khách mời, trong 3 số trước thì từ cái việc là đề xuất đánh thuế thì các khách mời có đưa tới việc là kê khai tài sản, và một khán giả có gửi cho chúng tôi một câu hỏi, đó là cái việc kê khai tài sản liệu có phải là mấu chốt để chúng ta có thể phòng chống tham nhũng được hay không. Họ trích từ ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ông Phúc cho rằng là luật mới quy định đánh thuế 45% tài sản không rõ nguồn gốc hay mở rộng đối tượng kê khai thì không khác gì với luật cũ nếu chúng ta không có cơ quan kiểm soát được việc kê khai. Hiện nay thì việc kê khai như thế nào, tại sao lại không trung thực vì chẳng kiểm soát gì, kê khai cũng thế mà không kê khai cũng thế, ai kiểm soát? Vậy thì các khách mời có đồng tình với quan điểm đó không ạ? Mấu chốt vấn đề có phải là vấn đề kê khai tài sản không ạ? Chứ tôi xin mời ý kiến của ông Sĩ Dũng ạ. Có lẽ là để chống tham nhũng thì kê khai tài sản chỉ là một giải pháp thôi, mà có lẽ không phải là giải pháp quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là thiết kế một mô hình để quyền lực kiểm soát được. Mà kiểm soát quyền lực đấy thì có lẽ có một loạt các cái công cụ rồi, nhưng mà bây giờ để ta nói vào cái vấn đề kê khai tài sản là thôi, thì như vậy kê khai tài sản chỉ là một cái giải pháp. Và đúng là kê khai tài sản thì quan trọng là giám sát được cái việc kê khai đó nó trung thực hay không, và phải có cơ quan làm cái chuyện đó. Nó có 2-3 vấn đề đấy. Vấn đề thứ nhất là có khuyến khích để kê khai nó trung thực hay không? Tại làm thế nào để trong luật tạo ra cái quyền khuyến khích là kê khai trung thực? Đấy. Quả thực là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội để tạo khuyến khích kê khai trung thực. Đó là cái gọi là amnesty, đó hay là gọi là tiếng ân xá. Đó là điều khoản ân xá. Anh kê khai cho nó đầy đủ đi. Pháp luật công nhận đó là tài sản của anh. Không có đặt vấn đề gì hết, không có giải trình gì hết. Khi anh làm luật, nếu anh làm cái đó thì anh tạo cái khuyến khích kê khai trung thực. Có lẽ chúng ta đã thông qua luật từ rất lâu, chúng ta bỏ mất cái đó. Thành thử là bây giờ cái khuyến khích để kê khai trung thực thiết kế trong luật thế nào là một vấn đề chúng ta phải bàn luận, phải đặt ra. Chứ còn nếu mà không có cái khuyến khích đó đấy, rồi 1.000 lần chúng ta kê khai là vẫn thế thôi, vẫn thế. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái khuyến khích nó còn do mô hình thể chế nữa. Rõ ràng là một thời gian rất dài chúng ta là một hệ thống mà có ác cảm với người giàu, không có cái thiện cảm gì, hay là không ủng hộ người giàu. Nó tóm lại như vậy, nếu bầu cử anh giàu quá tôi không bầu cho anh. Thì đấy là cái thứ hai nữa mà cái hệ thống khuyến khích nó không tạo thuận lợi để người ta kê khai. Thì đấy thứ hai, mình có xử lý cái này để tạo khuyến khích nó tốt được không? Hay là bây giờ chúng ta nói là được trọng, được tôn trọng, được quý trọng như anh Vượng, anh giàu nhưng mà anh chính đáng như vậy. Tôi bỏ phiếu cho những người giàu chính đáng như vậy. Nếu mà đó nó thành tâm đi xã hội thì khuyến khích nó tốt hơn. Cái thứ ba ở đây nữa là kê khai xong rồi thì là ai xem cái chuyện kê khai đó trung thực hay không. Tôi lại ví dụ như ở Afghanistan đấy, để chống tham nhũng thì người ta thành lập cái văn phòng, thì kê khai tài sản đó phải gửi lên cái văn phòng đó. Thì bây giờ mình kê khai thì mình với nhau để trong cơ quan ấy. Thế nếu ông thủ trưởng ông theo một hướng nào đó thì cái lưu giữ cái đó theo cái hướng đó thôi. Thì tôi nghĩ ít nhất là chúng ta trong luật xử lý được 3 cái vấn đề này. Ông Dũng có thể nói kỹ hơn về cái thực trạng của cái việc kê khai hiện nay là chỉ nằm trong nội bộ đúng không ạ? Tức là thông tin đó hoàn toàn không được công khai ra ngoài. Nhiều người muốn biết những thông tin về tài sản cán bộ công chức cũng không thể biết được. Vậy bây giờ nói thực chất là nó là công khai ở mức thế này này. Mình nói cho nó công bằng,
tức là công khai và để ở một cơ quan ở trong để ở một cái bộ phận ở trong cơ quan hay là phòng nào đó hay là vụ nào đó, và ở đấy mọi người ai quan tâm có thể đến xem. Cái công khai của mình là như vậy. Nhưng mà trời ạ, bây giờ mà anh đến anh đòi xem cái hồ sơ khai của thủ trưởng, không phải đâu phải tai, tức là cái khuyến khích để xem không có, mặc dù cái đó không có nghĩa là cấm. Tôi nói là không luật pháp bây giờ không phải là kê khai là không được xem, ai cũng được xem, nhưng mà để ở một nơi cơ quan đó Và chỉ cơ quan đó và mới. tất cả thành viên công chức viên chức gì đều có thể vào để xem, nhưng mà khuyến khích vào để mới ra xem là không có, bởi vì anh là cấp dưới cả thôi, và nó đụng chạm đấy. Thì ở đây hiện tại bây giờ thì nó công khai, nhưng công khai ở kiểu như vậy, chứ những cái đề xuất mà nó quyết liệt hơn là công khai trên internet rồi rồi thử thì chưa phải, không biết luật mới có tiến được đến đó hay không. Vâng, đó là lý do tại sao các số trước có một cái giải pháp ấy, là đưa tất cả thông tin đó lên website của các bộ ngành, các địa phương, người dân, thậm chí là bất cứ ai quan tâm đều có thể vào xem được, thì sẽ hạn chế rất nhiều những cái tình trạng về tham nhũng. Không biết là luật sư hay là ý kiến của ông Bảo thế nào, luật sư thế nào? Vâng, chúng ta bàn một cái câu chuyện rất là nghiêm túc là phòng chống tham nhũng. Cái việc đó thì nó không chỉ là nghiêm túc đâu mà nó là nghiêm trọng rồi. Và tất cả mọi người đều thấy cái sự cần thiết là phải làm cái việc đó. Tuy nhiên ấy, cái biện pháp để chúng ta tiến tới gọi là phòng được chống tham nhũng ấy, thì chúng ta làm là một cách nó phải nói rằng là thế này, là nó không đến nơi đến chốn. Nó không nghiêm túc, xứng với cái tầm của cái ý nghĩa của cái việc phòng chống tham nhũng. Cái việc kê khai tài sản nhằm mục đích làm gì? Ở các nước thì người ta có cái biện pháp này, nhưng nó gắn với một các cái quy trình là phải minh bạch hóa, công khai hóa thu nhập và tài sản của các quan chức nhà nước, mà cũng không phải tất cả các cái nhân viên trong bộ máy nhà nước, cũng không phải là tất đảng viên, mà đây là những cái người ở những cái vị trí mà nhạy cảm nhất, tức là có thể tham nhũng được, rất dễ tham nhũng, thì Có cần phải công khai hóa. chức có quyền cao. Vâng, có chức có quyền đấy, có thể tham nhũng thôi, tức là phải làm cái gì nó phải có giới hạn thì mới làm đến nơi đến chốn được. Thế thì hiện nay đấy, chúng ta có kê khai như một thủ tục, những cái thủ tục nó mang tính là chính trị nội bộ. Để tôi nói tại sao là chính trị nội bộ, là thứ nhất là người dân không được tiếp cận với các cái thông tin này, tức là không công khai hóa, chỉ công khai hóa là mức độ ở trong cơ quan thôi và chỉ một số người biết thôi. Thế thì nó đã giảm phải đó đến 60-70% các ý nghĩa của cái việc kê khai rồi. Ngoài ra đấy thì thực ra mà nói rằng là nó gắn với cái phòng chống tham nhũng ấy, thì nó phải là một cách giải quyết một cái bài toán một cách tổng thể, tức là nguồn gốc của các cái tài sản như thế nào và tài sản đứng tên người khác thì sao, tức là định nghĩa thế nào là cái tài sản của anh thuộc sở hữu của anh trong cái câu chuyện phòng chống liên quan đến trong chuyện phòng chống tham nhũng đấy. Thì rất dễ dàng là người ta sẽ che giấu tài sản bằng cách này hay cách khác, nên cái việc kê khai đó đã bị vô hiệu hóa ngay từ đầu. Thì sau đó thì cái thông tin nó không được công khai, thì do vậy đấy thực ra nó không có một cái ý nghĩa nào thực chất nào cho cái việc phòng chống tham nhũng cho đến hiện nay. Nó chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất, đấy là gọi là tác động phụ đấy, lại rất là lợi hại, đó là cho cái việc rằng là sắp xếp lại các cái vị trí chức vụ ở trong một cái cơ quan trên cái cơ sở đánh giá là anh có trung thực hay không. Nếu mà anh công bố càng nhiều tài sản chẳng hạn thì thế nào người ta cũng nghi ngờ, và nếu bỏ phiếu tín nhiệm chắc là anh sẽ ít được tín nhiệm, hoặc là nếu anh kê khai không trung thực thì đấy là một cái cớ là có thể là anh cũng không được tín nhiệm để đề bạt, để có thể là lên chức chẳng hạn. Thì đấy là những cái vấn đề nó lại tạo ra những cái tác động phụ đấy lớn hơn cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được là thông qua cái kê khai cái tài sản đấy để phòng chống tham nhũng, để Vâng. công khai hóa và minh bạch hóa. Vâng. Nhưng nó có giá trị hơn không khi mà chúng ta công khai trên internet, trên website như là đề xuất của các khách mời trong các số trước? Một cái giải À, pháp ạ. tôi nghĩ rằng là càng công khai hóa thì càng có giá trị tốt hơn, tác dụng tốt hơn. Vâng. Nhưng mà cái tác dụng mà chúng ta mong muốn ấy thì nó lại ở cái gốc cái chuyện vấn đề rằng là cái gì? Một là trong cái bối cảnh chung hiện nay đấy thì phải nói rằng là tài sản của ở Việt Nam được hình thành không trên một cái hệ thống là minh bạch hóa tất cả các cái thông tin liên quan đến nguồn gốc tài sản, nguồn gốc thu nhập. Cái hệ thống của chúng ta nó vốn là như thế rồi. Thế thành ra rằng là cái chuyện kê khai đấy nó có dẫn đến cái hệ quả là anh truy được cái nguồn gốc không lại là cả vấn đề. Bởi vì khi truy nguồn gốc như vậy thì không chỉ có những cái quan chức phải giải trình mà những người khác cũng phải giải trình, những người giàu khác trong xã hội cũng phải giải trình. Thế nên cái đấy là một vấn đề cũng là rất là khó khăn. Thì cái thứ hai nữa là công khai hóa lên thì để người dân người ta biết, thì người ta để có được một cái ý thức
là gọi là giám sát chung chung, hay là có những để người ta có một cái cảm nhận về cái sự giàu có hay là cái tình trạng tài sản của quan chức một cách cảm tính thôi, là người ta thấy rằng là ông kia rất là béo tốt, rất là giàu có, rất là xa hoa, vợ con tiêu xài rất là nhiều, mà tại sao tài sản ông ít thế? Một cách cảm tính thì có thể có cái tác dụng như vậy thôi, chứ còn để cho người dân người ta có thể giám sát được, biết được một ông cán bộ có bao nhiêu tài sản ấy, thì cái điều đó tôi không cho rằng là người dân có thể có cái điều kiện làm được cái chuyện đó. Cái đó là phải có những cái cơ quan chức năng, phải có những cái biện pháp khác. Ông bảo thế nào? Quan điểm của tôi về việc kê khai tài sản trong cái việc phòng chống tham nhũng ấy, thì tôi cũng ủng hộ ngay từ đầu cái việc kê khai tài sản và minh bạch hóa nó. Thì nếu như chúng ta không tiến hành kê khai tài sản và minh bạch hóa nó thì công cuộc phòng chống tham nhũng là không có hiệu quả. Và kê khai tài sản cũng chỉ là một khâu trong cái quá trình để công khai minh bạch nói chung các cái yếu tố mà quan chức cần phải được kiểm soát bởi nhân dân. Thế thì tôi thì đi về vấn đề gốc của vấn đề là quyền lực có bị kiểm soát không? Bởi vì cái tham nhũng nó gắn với quyền lực. Người có quyền lực mới tham nhũng, thì vấn đề ở đây là phải có thiết chế để kiểm soát. Vấn đề là thiết chế. Chứ còn như anh Sĩ Dùng nói rồi, câu kê khai cho vui thế, kê khai để đấy làm gì? Vấn đề là kê khai và kiểm soát nó và xử lý nó thì mới có hiệu quả. Thì theo tôi cần thành lập một cái thiết chế, phải cần có một cái thiết chế mới. Chứ còn bây giờ nói là thanh tra chính phủ chống tham nhũng, thanh tra thuộc chính phủ rồi, anh không ai lại tự lấy đá ghe chân mình cả. Thế thì do cái thiết chế ấy mà chúng ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cho nên vấn đề là giải quyết cái gốc là thiết chế. Thiết chế anh kê khai và phải công khai minh bạch, và vấn đề là anh phải xử lý. Vì vậy theo tôi á, cái phải thành lập một cái cơ quan thanh tra của Quốc hội thì mới kiểm soát được. Và cần thiết phải có cái văn phòng để kê khai những cái quan chức, những người giữ các cái chức vụ dân cử hoặc là những chức vụ bổ nhiệm mà có thể liên quan đến cái việc lạm dụng quyền lực ấy, là phải kê khai. Bởi vì anh là thích làm quan anh phải kê khai, anh cũng thể là so bi vì tài sản dân cũng dân thì anh không cần kê khai, dân chứng minh được có tài sản hay không không quan trọng, mà vấn đề anh vi phạm pháp luật thì nhà nước sẽ xử lý thôi. Còn anh đã là quan chức rồi thì đương nhiên anh phải kê khai, anh thể thể so sánh được. Cho nên tôi nghĩ là phải có văn phòng đăng ký và kê khai và giám sát. Và tôi hoàn toàn ủng hộ cái phương thức là gì, công khai trên các website của các bộ ngành, ví dụ ủy ban tỉnh là chủ tịch, bí thư chủ tịch, rồi là các cái chức vụ giám đốc sở, còn ở bộ thì các cái chức vụ thứ trưởng, bộ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng lên website của bộ đó. Thì tôi nghĩ tôi hoàn toàn ủng hộ công khai để dân giám sát. Và tôi cũng xin thưa là luật tiếp cận thông tin ấy, mùng 1 tháng 7 vừa rồi là có hiệu lực, thì cơ quan nhà nước, cán bộ, những người có chức vụ phải có nghĩa vụ cung cấp cho thông tin. Thì vấn đề bây giờ xác định cái gì là thông tin, thế thì kê khai tài sản có phải thông tin không? Nếu mà anh quan niệm là thông tin là những cái mà cơ quan nhà nước tạo ra hoặc là nhận được thì anh phải có nghĩa vụ cung cấp cho người dân nếu người dân có yêu cầu, thế là cái tài liệu kê khai đó là thông tin được tạo ra, thế thì vậy người dân có quyền tiếp cận không? Chứ không phải như anh Chị Dùng nói là cứ để đấy, ai muốn đệ đấy không phải muốn đệ người trong cơ quan, mà đấy người dân bình thường ấy, người ta có thể yêu cầu cung cấp. Thế thì tôi nghĩ chả cần phải để người dân yêu cầu chứ. Anh đưa lên cấp trái đó, đây ông bộ trưởng có tài sản như thế này đây, kiểm soát đi đó. Thế thì người dân nó kiểm soát bất cứ lúc nào chứ không cần gì phải xin phép ai cả. Thì tôi hoàn toàn đồng tình cái biện pháp là công khai tài sản đối với những quan chức giữ những cái vị trí quan trọng mà liên quan đến việc nắm giữ quyền lực nhà nước để nhân dân giám sát. Với gốc vấn đề là nhà nước quy định trong hiến pháp điều 2 là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thì quyền lực nhà nước trên dân thì nhân dân phải giám sát được quyền lực chứ. Thì giám sát bằng cách là anh là quan chức, anh phải kê khai tài sản, phải minh bạch hóa nó và để chúng tôi giám sát. Thì như thế nó mới có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng là công khai trên internet ấy thì cũng là một giải pháp, nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa nếu như mà chúng ta không làm nó kiểu phong trào như vừa rồi. Bởi vì nếu chúng ta bắt hàng triệu công chức về viên chức để kê khai ấy, thì nó loạn luôn. Nó không phải như vậy. Bởi vì rằng là nó chỉ là những chức danh mà thực chất có quyền lực lớn, quyền tác động lên việc phân bổ nguồn lực, quyền tác động lên chính sách, lên pháp luật, lên những cái mà nó có thể đưa lại lợi ích rất lớn, hoặc là nó có thể là gây thiệt hại rất lớn cho ai đó, lợi ích rất lớn cho ai đó. Thì như vậy là cái số lượng nó phải là nhỏ.
Chúng ta chỉ xem cái thế giới có nước nào mà lại kê khai hàng triệu người như mình đâu. Không có. Để giám sát được hay là để nếu mình có cái văn phòng để đăng ký các tài sản cái công khai đấy, như một số nước người ta làm đấy, thì nó phải ít. Hàng triệu người thì văn phòng đó cũng choáng luôn, không có đủ nguồn lực để anh làm, và nó không có nghĩa. Thực chất là nó rồi. Không có nghĩa, nó là chỉ là những người nó chẳng hạn như là bộ trưởng, chẳng hạn như thủ tướng, ví dụ là những cái quan chức mà nó thực sự là có quyền như vậy, thì các nước thì rất là ít thôi, không có nhiều. Thì bây giờ là cũng có thể là một số quan chức cấp dưới nữa, nhưng mà nó có quyền phân bổ nguồn lực. Lấy ví dụ như là nhà đất, ví dụ như là tài nguyên môi trường, anh có thì có thể. Thế như vậy thì đầu tiên ấy, anh phải làm nó rất thiết thực, không nên làm theo phong trào để dùng cái số đông nó làm nhạt nhòa đi tất cả các cái những người khác. Như vậy thì không nên. Thì đấy đấy là cái thứ nhất. Bởi vì khi anh đã công khai lên tài sản ấy, lên đó đấy, thì cái rủi ro cho những người không có chức có quyền gì lắm, phó phòng kiểu lưu thư văn thư lưu trữ thư, bây giờ ấy chưa anh lên thấy thì quả thực là cũng không an toàn cho người ta. Bởi vì rằng là nó có vấn đề, nếu mà anh công khai trên internet là anh biết anh có cái này cái kia rồi, là anh có tài sản thì quả thực là đối với những người mà cũng là người dân thường thôi, cũng chả hơn gì người ta cả, thì cái số ấy nó đông đến mức độ nó át hết cả cái số khác mà cần phải giám sát, đồng thời là cũng không an toàn cho người ta. Những quan chức cao cấp thì thực chất là còn được bảo vệ, có hệ thống bảo vệ, chứ còn những người dân mà nó cấp như vậy thì cũng không được bảo vệ nữa. Thì khi mình làm chính sách đấy, mình có cái phân tích chính sách thế nào để nó hiệu quả và nó thiết thực, và đồng thời thấy mặt trái của chính sách nữa. Tôi nói như một phó phòng, một trưởng phòng nào đấy, nếu mà tài sản người ta gọi là công khai hết đấy, chưa chắc đã an toàn cho người ta. Vâng, đã có hai ý kiến đồng tình. Còn vâng, tôi thì tôi nghĩ là thế này, là khi đã nói làm cái gì thực chất ấy thì mình phải nói là đặt cái mục tiêu. Mà mục tiêu của phòng chống tham nhũng không phải là để, như Tổng Bí Thư nói đấy, không phải là để đấu đá, để loại bỏ nhau trong cái cuộc gọi là chiến tranh nội bộ. Không phải thế, chiến tranh quyền lực. Mà chính là để xây dựng cái đội ngũ bộ máy nhà nước, ấy, viên chức nhà nước nó tốt hơn. Thế thì muốn làm được cái đó hiệu quả đấy, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai anh ấy, là chúng ta phải có cái sự phân loại. Ta phải do phân loại. Phân loại ở đây nó có hai cấp độ. Những cái người làm viên chức, gọi là làm công ăn lương đấy, thì thực ra người ta làm trong lĩnh vực công là thứ tư là như nhau, cái tâm lý của họ và cái bộ hoàn cảnh của họ ấy, thì nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà những cái người mà muốn tham vọng làm chính trị đấy, tức là gọi là làm quan to đấy, họ có một cái tâm lý khác và họ sẽ được tiếp cận với quyền lực đấy, với các cái nguồn gọi là tài nguyên mà họ có quyền phân bổ đấy, tức là họ có thể ở cái vị trí rất dễ tham nhũng nếu họ không trong sạch. Nhưng mà nếu họ đã, đấy là cái sự lựa chọn tự nguyện của họ. Họ muốn làm quan lớn, họ muốn làm nhà chính trị, họ phải đối mặt với cái việc là công khai hóa trước toàn dân. Bởi vì họ được người ta dân người ta trao cái quyền lực cho anh mà, thì anh phải công khai hóa, anh phải trả lại cho người ta cái gì đó. Cái đấy là cái sự sòng phẳng. Đây không phải là sự không bình đẳng giữa đảng viên này và đảng viên khác, giữa cấp trên và cấp dưới. Không phải, mà đây là sự sòng phẳng với xã hội và với chính bản thân anh. Một sự lựa chọn tự nguyện của anh. Thế thành ra ở những cái cấp đó, tôi nói ví dụ nha, cấp đầu tiên là phải cấp trưởng. Thứ hai là cấp trưởng đấy, từ chủ tịch xã cho đến chủ tịch huyện trở lên, chủ tịch tỉnh, sau đó là cấp trưởng của các cái sở ban ngành mà có liên quan nhiều. Nếu mà cấp tỉnh chẳng hạn thì tất cả các sở, cấp huyện thì có thể chưa chắc, chỉ cần là cấp trưởng là chủ tịch ủy ban nhân dân thôi, nhưng ở cấp tỉnh phải là giám đốc của các sở, ở trên là các bộ trưởng đấy, cấp trên nữa thì có thể nhiều hơn, có thể cấp phó nữa. Tôi nói ví dụ như thế. Thì những người đấy, đấy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật chính trị, đấy là những các cái vị quan lớn trong mắt của người dân. Họ phải đối mặt với cái việc là phải công khai hóa đấy, phải minh bạch hóa về tài sản của họ. Mà cái này không phải chỉ làm trong cái quá trình rằng là khi họ đã đương chức đâu. Những người đang đương chức thì đương nhiên rồi, nhưng mà những người mà chuẩn bị tiếp nhận một cái chức vụ nào đó, đấy là sự lựa chọn tự nguyện, họ phải công khai hóa trước cho người dân người ta biết, để người ta bầu anh, và để trong cơ quan cũng lấy tín nhiệm, và để cấp trên cũng để đánh giá về cái tài sản của anh như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là nó phải bắt đầu bằng những cái tư duy, nó thực ra những nguyên lý rất khoa học và sơ đẳng như thế, thì chúng ta làm cái việc này nó mới có hiệu quả. Đấy, kê khai tài sản là còn quan trọng là khi anh chuẩn bị ứng cử vào đại biểu quốc hội, anh chuẩn bị lên cái chức gì đấy, để sau này tài sản bổ sung thêm vào anh giải trình được hay không. Chứ còn cái gốc tài sản ban đầu của anh chưa khai đấy,
sau này anh khai một lần rút thì quả thực là rất là khó. Được. Tại sao mà các nước ấy thì chuẩn bị để mà bầu cử, cho nên là anh phải khai trước. Để anh phải khai trước chứ không phải là khai sau. Nó có hai yếu tố mà cần phải khai trước. Cái thứ nhất là để người dân người ta cũng có cái thêm căn cứ để người ta lựa chọn. Vậy tài sản của anh như vậy, anh làm đấy thì nếu mà anh có truyền thống rồi anh có kinh doanh nó tài giỏi như mấy như ông Vượng hay là các thứ thì thì người ta vẫn có thể bầu như ở Mỹ người ta bầu giống Trump đấy, một tỷ phú đấy. Nhưng mà tài sản anh cái khai để người ta có thêm lựa chọn. Nhưng mà cái quan trọng là khi cái đó là cái đã công khai rồi đấy, thì mọi cái bổ sung thêm lại sau đấy, là anh phải giải trình được. Thế bây giờ anh làm bộ trưởng lương thế này. Mà tài sản anh giảm tài sao tài sao lại tài sản trước của anh có chừng này mà bây giờ tài sao nó lên như thế này? Cái quan trọng là như vậy. Quan trọng là ở chỗ ấy. Chứ nếu mà trước đã không khai khai đó, thì bây giờ cũng sẽ rất là khó. Anh có thể nói là cố can hán hỉ của anh là để lại tài sản rất là lớn. Bây giờ anh làm bộ trưởng thì... anh nuôi lợn nuôi gà thì anh buôn bán chổi chít, anh bán chổi chít thì đấy là cái mà các nước người ta làm. Thì thành thử là anh Lâm nói một cái ý rất là đúng, là không chỉ là công khai tài sản, kê khai và công khai tài sản sau khi anh đã nhận chức, mà trước khi anh đã nhận chức là rất quan trọng. Và cái đó được ghi nhận bởi xã hội và bởi cơ quan đăng ký để sau này nó thêm vào đấy. Thì rõ ràng là anh phải giải trình cho nó được. Mà quả thực là với lương bổng như thế này giải trình rất là khó. Mình vừa rồi là các đại biểu của hội người lâu nay cũng bắt kê khai được khi người đi chế, nhưng vấn đề là người ta có khai thật hay không. Cho nên tôi nhớ là có lần là ông Dương Đức Quốc nói với quốc hội bảo là quốc hội mình nghèo thật, bởi vì trong kê khai chả có thấy ai có quá 50 triệu có tài sản nữa. Tức là có, chúng ta cũng đã có cái việc kê khai rồi đúng chứ không phải không. Được. Nhưng vấn đề là mang tính hình thức, mang tính đại trà. Tôi cũng phải nói thế này này, là nếu chúng ta lại không nhận thức đúng vấn đề mà lại kê khai tràn lan thì coi như là hoa cả làng. Người ta thấy là một cái việc đáng lại tập trung vào một số người, bây giờ kéo ra cả người thì bị phản ứng thôi. Mà rõ ràng người ta phản ứng chứ. Giống như trong chuyện Alibaba 40 thằng cướp ấy. Thế bắt đầu là biết Alibaba ngồi ở cái phòng ấy, nó đánh cái dấu thấp vào đấy. Kê khai tài sản của mình cũng như đánh dấu thấp vào tất cả các phòng. Đến khi đến không biết là đi qua bán năm. Bây giờ tôi nói là bây giờ là những cái chức vụ nào thì mình phải kê khai. Cho anh kê khai hàng triệu người thì chả có nước nào trên thế giới có ai đi kiểm soát được hàng triệu người. Và ở những cái chức vụ nói như anh sử dụng sẽ rất mất an toàn khi công khai lên mạng internet những cái người tài sản cũng chỉ là bình thường, một chức vụ bình thường. Còn những cái cương vị này là người ta không sợ nữa, bởi vì đó là sự lựa chọn của người ta. Hay là ở những cương vị cao cấp còn được hệ thống bảo vệ của nhà nước bảo vệ. Ví dụ như những cương vị rất lớn là có bảo vệ rồi, và hai là có cơ quan nhà nước người ta còn lo cho con người cán bộ bình thường đấy lo. Và tôi thì tôi cứ nói thẳng ra thế này. Thứ nhất là trước hết là những cái quan chức cao cấp nhất của nhà nước, như là về nhà nước như là chủ tịch nhà nước, chủ tịch quốc hội, rồi là các phó chủ tịch quốc hội, thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng. Và mỗi bộ là một số thứ trưởng cũng phải kê khai, bởi vì cũng là trực tiếp ký các dự án. Rồi chủ tịch tỉnh, giám đốc sở, và nói như là chủ yếu là về đến huyện thì là chủ tịch huyện, là chủ tịch xã phường. Tức là ở cái cấp trưởng là trong việc kê khai tài sản hiện nay á, là nên chú ý đến cấp trưởng. Bởi vì sao? Cái quyền lực của chúng ta hiện nay á, là nó tập trung vào trưởng nhiều lắm. Cho nên cái tham nhũng là ở cấp trưởng là nhiều hơn. Tất nhiên cấp phó cũng có, người ta có thể làm nhũng được. Nhưng mà anh phải tập trung vào một số chức vụ. Và theo tôi có nghĩ là chúng ta cũng đã có nghị quyết, và chúng ta cũng đã có cái ý là kê khai khoảng 1.000 người. Cái dự án mà để kê khai 1.000 người đấy mà đến nay cũng chưa thấy đến đâu vào đâu. Và tôi nghĩ là 1.000 người cũng là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ là chúng ta làm từng bước một. Tôi nghĩ rằng với chính phủ điện tử và vấn đề về tham nhũng thì một trong cái chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái tính minh bạch. Với chính phủ điện tử, với tất cả những cái gì mà tôi giao tiếp với cơ quan nhà nước đều thể hiện hết ở trên cái hệ thống và ai cũng có thể kiểm tra được, thì cái tính minh bạch của nó cao hơn rất nhiều. Bây giờ cái phần mà kê khai tài sản mà để mà công bố lên cái hệ thống thông tin là chúng ta là chưa làm được.
các cái giải pháp về chính phủ điện tử bây giờ là đang tập trung cho cái mảng về quy trình hành chính, giao dịch hành chính, chứ chưa phải là cái hệ thống quản lý nội bộ hay là cái hệ thống kê khai tài sản. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng, nhưng mà rõ ràng là đến cái thời điểm này nó có cả những cái thách thức cả về mặt về khả thi về chính trị hay không, có đủ cái áp lực về chính trị để làm cái đấy hay không, chứ còn không phải là vấn đề về kênh thông tin, kênh thông thai hay là giải pháp kỹ thuật. Cái quan trọng nhất vẫn là cuối cùng là quyết tâm chính trị của chúng ta lớn đến như thế nào. Những cái thông tin đó nó được minh bạch lên thì người dân sẽ cảm thấy rất là tin tưởng và có thể đánh giá được, có thể giám sát được, đối chiếu được, và từ đó gọi là cũng giúp hạn chế về những cái hành vi tham nhũng, tham ô. Còn về khía cạnh để đảm bảo sự minh bạch thì tôi tin rằng là hiện nay thế giới đang ứng dụng công nghệ blockchain, có nghĩa là dữ liệu được quản lý một cách phi tập trung và dữ liệu đó rất là minh bạch, nó không do một ai tạo ra cả, không do một ai sở hữu cả, mà một khi dữ liệu đó được đưa lên thì phải có sự đồng ý của toàn bộ hệ thống và không thể thay đổi khi đã đưa lên. Tôi nghĩ là cả ba khách mời thì đều rất đồng tình với vấn đề là chúng ta phải kê khai này, kê khai một cách nghiêm túc, kê khai thực chất và trọng điểm, đúng không? Chúng ta phải chọn những đối tượng kê khai. Rồi. Và việc chúng ta đưa lên website, đưa lên những thông tin minh bạch như vậy thì cũng rất là tốt. Thế, tuy nhiên là tôi cũng muốn hỏi thêm các khách mời một chút ạ, là các khách mời trong các số trước ạ, còn nói là có rất nhiều tình trạng tham nhũng vặt, tức là không chỉ những cán bộ công chức ở những cái vị trí cao mà ngay cả những vị trí thấp, những cái vị trí rất là sát với cả doanh nghiệp, với người dân đều gây ra những khó khăn, và từ đó thì họ bỏ túi như vậy, tài sản của họ lệ giàu lên một cách rất là nhanh chóng. Và nếu chúng ta không kiểm soát những cái nhóm đối tượng như vậy nữa thì rõ ràng là chúng ta cũng, người dân là người kiểm soát tốt nhất, tai mắt của nhân dân, tất cả những vụ việc chúng ta phát hiện ra đều từ nhân dân. Vậy thì rõ ràng việc mà chúng ta kê khai khá là mở rộng đối tượng ạ, thì nó cũng có những cái tác dụng nhất định đấy ạ. Tôi nghĩ cái đó là một cái tư duy mà nó dẫn chúng ta vào chỗ hết sức rồi rắm. Vâng. Hết sức rồi rắm, bởi vì những người mà lại có cái chủ quyền ấy thì nó hoàn toàn là bị giám sát bởi cái ông có quyền to. Cái ông có quyền to mà không có người giám sát. Thành thử là nếu mà để cấp dưới nhũng nhiễu như vậy thì cách chức ông to đi. Đấy. Để cái ông bảo vệ đấy. Mà ai vào không đưa tiền không vào được cơ quan đấy. Ông cách thì, đuổi biết. Thì rõ ràng là cái ông phụ trách đội trưởng và bảo vệ đó và cái ông thủ trưởng cơ quan là phải là chịu người ta phải giám sát. Đấy là cái mà chúng ta, nếu chúng ta nói vì một ông bảo vệ, ông vẫn có một chủ quyền là cho vào cơ quan, không cho vào cơ quan mà ông khai thác cái quyền đó để người ta phải đưa phong bì. Và như vậy là chúng ta bắt ông cũng phải kê khai nữa. Quả thật không phải là như vậy. Đấy. Một cái hệ thống nó hợp lý thì nó là cấp cao nhất phải bị giám sát, phải bị xã hội giám sát, phải bị giám sát của các cái cơ quan nhà nước khác. Tức là người ta nói nguyên tắc là kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước. Còn cấp nhân viên của ông ấy, dưới có chủ quyền nào đấy, hoàn toàn phải là ông ấy giám sát. Và nếu ông giám sát được thì ông mất chức, bởi vì đó là cơ quan của ông ấy. Thì chúng ta hãy áp đặt cái chế độ trách nhiệm như vậy, chứ lại đừng có đứng ra để chống tham nhũng. Ao ạt thì bắt cả những cái anh gọi là gác cổng này, rồi anh Văn Thư này, anh Văn Thư cũng thế thôi. Anh Văn Thư thì muốn đóng cái dấu thì cũng phải có cái chút gì đó để đóng dấu. Thì đó là nó cái hệ thống mà cái ông thủ trưởng, ông hoàn toàn ông có thể áp đặt được. Ông thể áp đặt được. Cuối cùng lại thì cũng phải nói đến một cái mà nó mình ít để ý trong cái chống tham nhũng. Đó là đạo đức. Đạo đức công vụ, đạo đức làm người. Nếu như mà anh muốn cống hiến thì anh hãy vào lĩnh vực công. Còn anh muốn sống cuộc đời nó vì anh nhiều hơn. Để có thời gian cho mình, cho gia đình, để vui chơi giải trí, anh vào lĩnh vực tư đi, anh đừng vào lĩnh vực công. Thì như vậy đạo đức nó nằm ở ngay khi lựa chọn của anh vào lĩnh vực nào. Và với cái đạo đức đó anh vào được cống hiến nữa mà. Thì anh vào được cống hiến thì là anh bắt nạt một cái người xách cái nón rách muốn vào cơ quan để khiêu nại để làm gì. Thì anh thương cảm với con người, anh tạo điều kiện cho con người đó chứ. Thì rõ ràng là đạo đức nó là đứng đằng sau rất nhiều. Mà chúng ta cũng phải thúc đẩy để áp đặt cái nền tảng đạo đức đó. Mỗi người vào cơ quan thì đạo đức của người làm ở trong cơ quan đó phải là cái chuẩn mực đầu tiên anh phải tiếp cận. Thì tôi thấy là như vậy. Không nên vì cái chuyện mà tham nhũng vặt mà chúng ta bắt kê khai để hàng 2-3 triệu người như thế này. Không phải là như vậy. Tôi nghĩ là chúng ta đặt cái vấn đề phòng chống tham nhũng như là một cái chính sách, là một cái quyết sách đó. Thì chúng ta phải xem xét cái động cơ và phương pháp.
động cơ của cái người đạo diễn ấy, cái quá trình này đấy là gì? Anh muốn xây hay anh muốn chống? Anh muốn chống và phá hay anh muốn xây? Hai cái đó rất khác nhau. Thế thành ra rằng là nó, nếu mà anh muốn xây ấy, thì cái phương pháp của anh không thể là anh coi tất cả những người trong bộ máy nhà nước, từ những cái người nhận vài cái phong bì vặt để giải quyết những vấn đề đời sống của họ. Và vấn đề đời sống là hiển nhiên tôi nói rằng là bây giờ là lương thủ tướng ấy mới có 17-18 triệu. Thì với một cái người lao động bình thường, một doanh nghiệp cũng người ta phải nói rằng là người ta cũng đòi cái mức lương cao hơn thế. Một người lao động mà có trình độ đấy, đòi mức lương cao hơn thế rồi, chứ không phải là thủ tướng. Thế mà thủ tướng thì đương nhiên là với cái sức làm việc như thế, với cái sự cống hiến như thế, không thể 18 hay 19 triệu hay 20 triệu được. Tôi nói thật là như vậy. Thế thì anh phải có cái phương pháp của anh là anh phải lựa chọn những vấn đề, lựa chọn đối tượng để đạt được những cái mục tiêu nó thật chính xác, thật cụ thể. Và anh chỉ giải quyết một vài cái mục tiêu đấy thôi thì nó có tác dụng lan tỏa và nó sẽ giải quyết được toàn cục. Đấy mới là cái phương pháp đúng. Thế thành ra tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện kê khai tài sản này làm cái minh chứng là gì? Chúng ta không có mục tiêu rõ ràng, phương pháp chúng ta mục tiêu không rõ ràng, thì thành ra cái phương pháp chúng ta làm nó mang tính cái hình thức và đối phó, và nó đẻ ra một loạt các cái tác động phụ, phải nói như vậy. Và cuối cùng ấy thì tôi xin thưa là thế này, là nếu mà chúng ta coi tất cả những người trong bộ máy nhà nước, không phải tất cả, nhưng những ai đã từng nhận phong bì đều là tham nhũng cả, và chống tất cả những người đó, thì tôi nói rằng là thứ nhất là sẽ không có ai muốn làm trong nhà nước nữa. Cái thứ hai là người giỏi người ta không vào làm nhà nước nữa. Thì cuối cùng cái bộ máy nhà nước sinh ra để làm gì? Để nó xử lý những vấn đề của chính nó. Nó trở thành vật cản của sự phát triển đó. Mà nó phải giải quyết những vấn đề của xã hội. Mà như thế thì người ta phải hào hứng vào nhà nước để cống hiến, để giải quyết những việc mang tính công ích chứ không của phải quốc để gia. Nhận vài cái phong bì. Chứ vào đấy không phải để nhận phong bì. Bởi vì nếu nhận phong bì thì anh sẽ làm ở cơ quan, ở những cái công ty tư nhân để kiếm được tiền nhiều hơn với mấy cái tài của anh. Cái thứ hai nữa là chỉ có những người không có cái lối thoát ở trong cái kinh tế tư nhân thôi, tức là không thể kiếm tiền bằng cái cách, bằng những cái cách chính đáng được, thì anh mới vào nhà nước để anh hy vọng anh có cơ hội tham nhũng thôi. Và với đi theo cái cách như vậy đó thì nó dẫn không phải chỉ có bộ máy nhà nước mà chúng ta sẽ bị tàn lụi đi đâu, mà cả nền kinh tế và cả quốc gia chúng ta đi vào bế tắc và tàn lụi. Nên tôi nghĩ rằng là chống tham nhũng nhưng không bao giờ được quên rằng là cái mục tiêu của chúng ta ở đấy là vấn đề con người, chứ đấy không phải vấn đề tiền, mà đấy là vấn đề con người, không phải vấn đề tài sản. Và con người của cả một cái bộ máy mà liên quan đến tổng thể của cái gọi là cái một cái đường lối hay cái chủ trương lớn là xây dựng một quốc gia và một nền kinh tế như thế nào, chứ không phải chỉ chăm chăm vào là chúng ta chỉ đi soi mói tìm việc nọ việc kia để chúng ta bới ra, với cái thành tích của chúng ta là tìm ra được nhiều người tham nhũng để chúng ta chống được, bỏ tù nhiều. Đấy chỉ là những cái biện pháp có tính nhất thời thôi, chứ không thể chống tham nhũng suốt một quá trình chúng ta xây dựng đất nước được. Vâng. Chuyện đấy không thể được. Nhưng mà đấy thì tôi chia sẻ ý kiến của anh Lập, vì rằng là cuối cùng lại tôi rất là lo ngại cái xu thế là chửi bới cán bộ, chửi bới cán bộ công chức và công vụ. Cuối cùng lại thì chúng ta chửi bới cái thằng tham nhũng thì là đúng, nhưng mà bây giờ cái xu thế chung, cái tâm lý chung ấy là thấy nói đến công chức, nói đến quan chức là căm ghét, là khinh bỉ. Và như vậy thì làm sao mà có người tài giỏi người ta vào đấy, người có Có đạo đức, anh phải thúc đẩy để cái bộ máy đó nó hướng thiện, cái bộ máy nó có nền tảng đạo đức để phụng sự. Có những người mà phải được trân trọng, người ta vào đấy để phụng sự. Và nếu mà chúng ta thấy là tất cả ở đó là bọn xấu xa đấy, mà không có ai được trân trọng đấy, thì đẩy người ta vào cái cảnh nữa là trước sau thì mình cũng bị coi là không ra cái gì. Nhưng cả không phải tự nhiên mà có là cái tâm lý như vậy, cũng không phải tự nhiên mà người dân và doanh nghiệp mới. Tôi sạch thì người khác vẫn nghĩ tôi bẩn, thì thà tôi bẩn còn hơn. Tức là tôi không tham nhũng nhưng người khác vẫn nghĩ là kiểu gì tôi cũng tham nhũng. Đấy lý lẽ là như vậy. Tức là phải công bằng. Tức là phải công bằng. Tôi không nói là người ta nói là cả cái bộ máy này là vẫn đi là không có cơ sở, nhưng mà nói như vậy không công bằng. Bởi vì rằng là có rất nhiều người ở đấy người ta tận tụy, có rất nhiều người ở đấy người ta phụng sự. Phải thấy được có những người như vậy, nếu không có những người như vậy nó sụp từ lâu rồi. Sụp từ lâu rồi. Nhưng mà đừng có vì cái một số người cũng không phải là nhỏ mà mình tắm bùn tất cả hệ thống. Mình phải khơi gợi được những cái thành tựu tích cực, những người là những ngôi sao sáng, những cái mầm mống nó trong sạch về đạo đức ở trong hệ thống, mình nuôi dưỡng lên thì mới được. Nói như anh Lâm nói, con không phải là chỉ chống không, mà anh phải xây nữa chứ.
anh phải xây được, phải có những người như vậy. Và tôi tin rằng những người như vậy có, không phải là ít đâu. Và vì không có nó sập từ lâu rồi. Nhưng quý vị, vâng. Tôi có ý kiến thế này. Thứ nhất là chúng ta vẫn nói nhiều cái chuyện bây giờ như Tổng Bí Thư nói là tham nhũng vặt như là ghẻ, ngựa rất khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhìn như một trận đánh ấy. Anh phải đánh vào cứ điểm nào trước. Anh phải chọn. Chúng tham nhũng cũng vậy. Bây giờ tất cả xã hội nó trở thành quốc nạn như vậy. Thì rõ ràng là mình phải chọn điểm. Chứ còn bây giờ mà cứ chống tràn lan, kể cứ lo tập trung vào chống tham nhũng vặt thì cũng sai. Sai về về cách thức. Vì tôi nghĩ thế này này. Cái nguồn gốc của tham nhũng là quyền lực. Thì quyền lực lớn thì tham nhũng lớn. Vì quyền lực nó dẫn đến là tham nhũng, thế thì mình phải kiểm soát cái quyền lực đó trước. Thế thì tôi hoàn toàn nhất trí vì kiến của anh chị Dũng này. Chúng ta đang hiểu sai. Tức là cái mà chúng ta cần kiểm soát thì chúng ta đi đồng nhất chung với cả cái mà cái người quyền lực ít. Thế thì như thế đây là coi như hoa cả làng à. Bây giờ luật phải tập trung vào kê khai và minh bạch những tài sản của những quan chức giữ vị trí trọng yếu của bộ máy đảng và nhà nước. Còn khi chuyển vặt á, là không phải kê khai gì cả. Chả cần phải kê khai. Bởi vì anh ở cái đối tượng ấy, anh lại chịu sự kiểm soát của nhiều cái tổ chức nhà nước khác và thủ trưởng cả cơ quan đó. Ví dụ như bây giờ nói là tham nhũng vặt nhiều nhất, người ta trong xã hội người ta nói cảnh sát giao thông là tham nhũng vặt nhiều nhất, cứ ăn tiền ngoài đường, thì chả lẽ lại bắt cái anh cảnh sát giao thông kê khai tài sản, rồi ai giám sát à? Không cần thiết như vậy. Người ta kiểm soát kê khai tài sản là kiểm soát những anh có quyền lực lớn mà có thể làm dùng cái quyền lực để thu là nguồn lời rất lớn ấy. Chứ còn cái tham nhũng vặt thì không cách, không thiếu gì cách cả. Mấy cách đó là theo tôi là vấn đề là thể chế. Vấn đề là chúng ta phải cải cách thể chế, chúng ta phải xây dựng một thể chế để như anh chị Dũng nói là chỉ kiểm soát những cái anh to nhất thôi, là nhân dân kiểm soát và truyền thống kiểm soát và quyền lực kiểm soát bằng cái hệ thống thiết chế. Còn cái kia là về anh xây dựng một cái bộ máy tốt. Thì bây giờ ví dụ ông chủ tịch tỉnh, ông nghiêm túc, rồi ông giám đốc sở ông nghiêm túc, thì nhân viên ở dưới thì mà tham nhũng hay là không hoàn thành nhiệm vụ hay là có cái gì thì ông xử lý được rồi. Chứ cần gì phải như là kiểm soát cái quyền lực của những cái người có chức quyền lớn được. Chống tham nhũng trước hết tập trung là phải đánh hổ rồi mới diệt ruồi. Chứ không phải chúng ta chưa đánh tràn lan ra tất cả thế thì tôi nghĩ là không thể có hiệu quả được. Chúng ta phải tập trung tham nhũng, phải giải quyết những vụ án lớn, đảng nhà nước thế thôi, làm những vụ án lớn. Chứ còn bây giờ tham nhũng vặt mà cứ đi suốt ngày đi giải quyết thì không thể nào giải quyết hết được. Nhưng mà tôi nghĩ làm được như thế cũng đã là một thành công rất là lớn rồi. Nếu với một cái nhóm như vậy mà chúng ta công khai minh bạch được và nhân dân theo dõi được. Trước khi mà kết thúc chương trình thì các khách mời có thêm một số ý kiến muốn nhắn nhủ tới những người làm chính sách hay tới những cái khán giả, những doanh nghiệp, những người đang rất là quan tâm đến đề tài và gửi rất nhiều câu hỏi chúng tôi liên quan tới việc kiểm soát tài sản, thì ông Dũng có thể có một cái thông tin gì đó trước khi kết thúc chương trình ạ? Tôi vẫn muốn nhắc lại ý tôi nói từ đầu. Là kê khai tài sản chỉ là một trong những công cụ để chống tham nhũng. Chống tham nhũng phải bằng rất nhiều công cụ khác. Đầu tiên là phải giám sát quyền lực. Những người được trao quyền lực phải có cơ chế giám sát quyền lực. Khi anh làm luật, anh trao quyền cho cơ quan nào, anh phải thiết kế luôn cơ chế để giám sát cái quyền đó. Đó là vấn đề lý luận. Không thể là anh giao cái quyền là lấy dữ liệu cá nhân cho cái cơ quan này, xong là anh để lực đó mà không có một cái thể chế trong luật là giám sát cái chuyện đó như thế nào. Thì đó là vấn đề nói chung về cái việc là để chống tham nhũng phải có giao quyền, phải thiết kế cái cơ chế để giám sát quyền lực. Vâng. Thì đấy là cái mà đi theo. Tiếp theo, quyền lực phải được giao không phải toàn vẹn cho một người mà phải giao từng phần một. Ví dụ như phần hoạch định chính sách giao cho ủy ban thì phần phê chuẩn chính sách giao cho hội đồng. Tức là nguyên tắc không giao cho ai trọn vẹn quyền lực cả. Anh chỉ làm một phần thôi. Và anh phải làm đúng đắn thì anh mới được phê chuẩn. Còn anh muốn phê chuẩn thì anh kia anh phải đề xuất mới được. Tức là nguyên tắc gọi là cân bằng và kiểm soát quyền lực phải được bảo đảm trong mọi thiết chế của chúng ta. Vâng. Tiếp theo, điều nhắn gửi cuối cùng. Tôi nghĩ là không nên tắm bùn cái hệ thống này, hệ thống công chức. Bởi vì những người có tâm, có tài trong đó không ít. Có đấy. Hãy xây dựng hệ thống ở trên cơ sở phát huy nêu gương những cái người nói như vậy để cái mầm mống của những cái đẹp, cái tốt nó lan rộng và chúng ta xây được một cái hệ thống phụng sự, tài giỏi và phụng sự. Còn nếu tắm bùn người ta như cả nói đây, tót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết không làm sao đấy,
tức là đã bị chơi xấu rồi, bây giờ làm tốt bị chơi xấu, thì người ta còn động lực đâu để người ta làm tốt nữa. Thì đấy cũng là một khía cạnh mà khi chống tham nhũng chúng ta phải quan tâm. Vâng, tôi muốn chia sẻ thêm một cái ý như thế này. Ai cũng đồng tình rằng là trong cái hệ thống của chúng ta đấy, nó rất đặc thù, chống tham nhũng là khó. Nhưng mà cách chống tham nhũng của chúng ta đấy, không khéo nó còn nguy hiểm ở cái chỗ này này. Là không phải là, bởi vì cái tài sản tham nhũng là gì? Tài sản, biến tài sản công thành tài sản tư. Thế cái tài sản tư sau đó nó đi đâu? Thế tôi lấy hai cái ví dụ là tài sản tư của các cái quan chức tham nhũng ở Trung Quốc ấy, sau khi được phát hiện ấy, một là chuyển ra nước ngoài với số lượng rất lớn. Cái thứ hai là họ giấu bất cứ chỗ nào, chôn dưới đất, ở trong tường hoặc ở đâu đó, và nó mục nát cả ra, tiền bạc mục nát ra, họ không đếm xuể. Tức là nó làm lãng phí cái nguồn của cải của xã hội. Không chỉ là chuyển đổi sở hữu mà nó còn làm lãng phí. Chuyển đổi sở hữu tức là từ công sang tư mà nó còn làm lãng phí, và chuyển ra nước ngoài tức là nền kinh tế thất thiệt. Thế một cái ví dụ khác là Indonesia, cái thời Tổng thống Suharto đó, gia đình trị và tham nhũng rất lớn đó. Thì họ lại có một cách tham nhũng khác là biến tất cả các cái tài sản mà chiếm được cái thành cổ phiếu của công ty, thành quyền sở hữu của các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn lớn. Thế thành ra là khi mà cái chế độ của Tổng thống Suharto sụp đổ đấy, các cái con trai của Tổng thống ấy mà bị bắt ấy, thì nhà nước thu hồi cái tài sản đấy là xong. Tức là cái tài sản nó vẫn giữ được trong nền kinh tế, trên đất nước đấy, và cái nền kinh tế nó vẫn hưởng lợi. Thế còn chúng ta làm không cẩn thận ấy, thì cái tài sản ấy chúng ta không chống được tham nhũng, không lấy lại được tài sản, mà tài góp phần đẩy cái tài sản đấy nó bị đẩy ra nước ngoài và nền kinh tế bị thất thiệt. Thì những người mà trong cái việc mà thiết kế cái chính sách chống tham nhũng ấy, phải tính được cả cái yếu tố đó. Tôi nghĩ là cũng không kém phần quan trọng. Còn về cái hai tài sản đấy sao? Về kê khai tài sản thì tôi nghĩ rằng là cuối cùng có lẽ chúng ta phải đến một cái giải pháp có tính mới ở đây và tính thực chất ở đây, tức là lựa chọn các đối tượng để kê khai, và thứ hai là công khai minh bạch hóa trước toàn dân, chứ không phải là một cái quy trình chính trị nội bộ như chúng ta đang làm hiện nay. Tôi thì tôi vẫn quan tâm nhiều đến cái thể chế, muốn chống hiệu quả kê khai rồi là minh bạch công khai, nhưng cuối cùng phải có thiết chế. Nếu không có một thiết chế có hiệu quả thì cuối cùng công cuộc chống tham nhũng cũng sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như là bây giờ cơ quan chống tham nhũng, ngày xưa chúng ta giao thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì hiệu quả nó khác với bây giờ tổng bí thư. Thì tương tự như vậy, bây giờ cái cơ quan chống tham nhũng của chính phủ lấy năm trong chính phủ là thanh tra chính phủ, thì tôi cho rằng là cũng không ổn, mà chúng ta phải có một thiết chế mới, một cái thiết chế chống tham nhũng mới mà không phải nằm trong hành pháp, mà nó phải nằm ở lập pháp. Đấy, thì đấy là có thể thành lập cái thanh tra của Quốc hội. Đấy là một cái đề xuất của tôi. Cái thứ hai nữa là việc kê khai tài sản, là tôi vẫn nói quan điểm từ đầu á, là phải có giới hạn những cái chức vụ quan trọng. Và thứ ba nữa, bây giờ những cái tài sản mà như tôi nói á, phải chứng minh nguồn gốc á, cũng cần đối với quan chức theo tôi vẫn phải bắt chứng minh. Bây giờ hiện nay tôi lấy một ví dụ, hiện nay là theo như là cả cái thông tin tôi có được là một năm là có khoảng 3 tỷ đô la người Việt mua tài sản bất động sản ở Mỹ. Thì cũng nên kiểm tra xem có bao nhiêu quan chức mua tài sản có giá trị lớn như vậy. Anh phải giải trình, vì anh ở cái cương vị của chức vụ một vài nhân được, anh phải có nghĩa vụ giải trình. Chứ không thể ông là người dân người ta không cần giải trình, cũng vi phạm pháp luật thì anh bắt được. Nhưng quan chức anh lấy tài sản khổng lồ như thế, anh lấy ở đâu mà anh mua tài sản như thế, thì anh phải bắt giải trình. Thì như vậy thì tôi nghĩ là những cái ba cái điểm ấy là chúng ta cũng phải hết sức khẩn trương để cái công cuộc phòng chống tham nhũng nó có hiệu quả. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa khách mời, liên quan tới dự thảo về luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì có rất là nhiều những cái vấn đề được mổ xẻ trong đó, và có lẽ nếu mà chúng ta bàn về tất cả những nội dung trong dự thảo thì rất là rộng. Tuy nhiên chúng tôi đã chọn một cái điểm hết sức cụ thể, đó là cái đề xuất đánh thuế 45%, từ đó là chúng ta đưa ra đến cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái kê khai tài sản. Thì ba khách mời tôi thấy đều có những sự đồng tình với nhau nhất định về việc là chúng ta bắt buộc, chúng ta cần thiết phải kê khai tài sản, và chúng ta làm như thế nào được. Các khách mời đã đều đưa ra một cái giải pháp chung, và tôi nghĩ là thực sự là những chương trình đối thoại như vậy thì rất là hữu ích cho những người, cả những người làm chính sách và cho cả những người đang quan tâm đến chương trình đối thoại nữa. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trường quay và chia sẻ rất là nhiều thông tin với chúng tôi, những góc nhìn của các khách mời về đề tài này. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành và tham gia với các chương trình đối thoại tiếp theo. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể theo dõi chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.